Chào các bạn. Trong những bài trước, ta đã học về hai bước đầu tiên trong nghiên cứu khoa học. Bước thứ nhất là hình thành câu hỏi nghiên cứu. Trong bước này, ta sẽ đặt câu hỏi và thực hiện lịch sử nghiên cứu để tinh chỉnh câu hỏi nghiên cứu cho đến khi có được một câu hỏi nghiên cứu có chất lượng. Sau khi có câu hỏi nghiên cứu, ta sẽ đi xác định mục tiêu nghiên cứu, tức là những việc ta phải hoàn thành để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Mục tiêu quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học là trả lời câu hỏi nghiên cứu. Theo cách tiếp cận khoa học, chúng ta sẽ dùng suy luận để đưa ra câu trả lời khả dĩ nhất cho câu hỏi nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học không chỉ dừng ở đây. Câu trả lời mà chúng ta đưa ra chỉ là câu trả lời phỏng đoán dựa trên suy luận. Chúng ta không biết đâu là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi nghiên cứu. Để thuyết phục mọi người, ta phải tìm chứng cứ thực tế để ủng hộ câu trả lời của chúng ta là câu trả lời đúng. Càng nhiều chứng cứ ủng hộ thì khả năng câu trả lời của chúng ta đưa ra là đúng lại càng cao. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bước thứ 3 trong nghiên cứu khoa học. Trong bước thứ 3 của quy trình nghiên cứu khoa học, chúng ta sẽ đi chứng minh luận điểm khoa học bằng chứng cứ thực tế. Cách thức chúng ta chứng minh luận điểm khoa học gọi chung là phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu bao gồm quy trình và kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Trong từng dự án nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu có thể được thay đổi cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Mỗi phương pháp nghiên cứu thường sẽ bao gồm một dạng dữ liệu, một phương pháp thu thập và phương pháp xử lý dữ liệu đặc trưng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp là rất quan trọng, vì nếu chọn sai phương pháp thì ta sẽ không đạt được mục tiêu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu có thể không thuyết phục. Bạn lưu ý rằng còn có một thuật ngữ khác hay được sử dụng trong giai đoạn này, đó là thuật ngữ thiết kế nghiên cứu. Về căn bản, hai khái niệm thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu có chút khác biệt. Tuy nhiên, trong giới hạn chương trình này và cũng là để giúp các bạn tránh bị rối, chúng ta có thể coi chúng là tương đồng và có thể dùng là thay thế cho nhau. Thông thường, các nhà khoa học phân chia phương pháp nghiên cứu thành hai nhóm: phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. Sự khác biệt dễ thấy nhất giữa hai phương pháp nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng dữ liệu bằng số và các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu, trong khi phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng dữ liệu không phải bằng số, chủ yếu là bằng chữ, và dùng các phương pháp như tổng hợp và so sánh để phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, hai phương pháp này còn khác nhau ở một điểm căn bản hơn, đó là về thế giới quan nghiên cứu khoa học. Ta đã tìm hiểu trong bài trước, thế giới quan khoa học xây dựng dựa trên giả định về sự độc lập của thế giới so với con người. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là tìm ra các quy luật tổng quát và phương pháp nghiên cứu định lượng phù hợp với mục tiêu này. Tuy nhiên, sự độc lập của thế giới xung quanh so với con người khó được đảm bảo, đặc biệt là trong các ngành khoa học xã hội. Xã hội được tạo nên bởi con người nên các quy luật cũng không thể tồn tại độc lập mà phải phụ thuộc vào bối cảnh. Một vấn đề phải được hiểu và đánh giá trong một bối cảnh cụ thể. Mục tiêu của nghiên cứu ở đây là tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề trong một bối cảnh cụ thể, và phương pháp nghiên cứu định tính lại phù hợp với mục tiêu này. Từ so sánh này, các bạn có thể suy nghĩ về ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp. Phương pháp định lượng chú trọng tìm quy luật phổ quát, dùng dữ liệu số, tuân theo các quy tắc phân tích thống kê chặt chẽ, rõ ràng, và kết quả dễ dàng được kiểm tra, lặp lại và tổng quát hóa. Trong khi đó, phương pháp nghiên cứu định tính dùng nhiều loại dữ liệu khác nhau, các phương pháp xử lý dữ liệu khác nhau, coi trọng bối cảnh nên kết quả sẽ phụ thuộc vào bối cảnh, khó kiểm tra, khó lặp lại và khó được tổng quát hóa hơn. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu định tính lại cho kết quả phong phú hơn, giúp ta khám phá ý nghĩa của vấn đề. Điều này rất hữu ích để giải quyết các vấn đề trong một bối cảnh cụ thể. Như đã phân tích, dù có nhiều khác biệt, nhưng mỗi phương pháp nghiên cứu lại có những ưu điểm riêng và có thể kết hợp trong nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định tính mạnh về khám phá và tìm hiểu ý nghĩa của các vấn đề trong một bối cảnh cụ thể.
nên có thể được dùng để phát hiện ra các giả thuyết mới hay giải thích ý nghĩa của các giả thuyết đã được xác nhận. Trong khi đó, phương pháp nghiên cứu định lượng lại mạnh về mô tả định lượng và xác nhận vấn đề một cách phổ quát, nên chúng ta có thể dùng phương pháp nghiên cứu định lượng để đo lường hay xác nhận vấn đề được khám phá bằng phương pháp nghiên cứu định tính. Ta lấy một ví dụ minh họa. Giả sử bạn đặt câu hỏi, tại sao sinh viên K42 học điểm thấp hơn các khóa trước? Ở đây bạn chưa có phán đoán nào, nên mục tiêu của bạn là khám phá xem các lý do khiến sinh viên K42 có điểm thấp hơn các khóa trước. Do vậy bạn có thể dùng phương pháp định tính. Giả sử bạn đi tìm một số sinh viên lớp K42 và ngồi trò chuyện để tìm hiểu tâm tư của họ. Qua cuộc trò chuyện này, bạn tổng hợp kết quả và chỉ ra một số lý do khiến sinh viên điểm không cao. Ví dụ như chán ngành học, hoặc là giảng viên dạy không nhiệt tình, hoặc là đi làm thêm nhiều, hay thiếu kỹ năng học đại học, vân vân. Kết quả của nghiên cứu bằng phương pháp định tính giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề mà một số sinh viên của lớp đang gặp phải. Dựa trên câu trả lời của một nhóm sinh viên mà bạn phỏng vấn, bạn có thể đưa ra giả thuyết rằng đi làm thêm khiến sinh viên K42 học kém hơn. Ở đây, mục tiêu của bạn là kiểm định giả thuyết xem nó có áp dụng với đa số sinh viên K42 không. Do vậy, bạn có thể dùng phương pháp định lượng. Biểu đồ sau minh họa các bước trong nghiên cứu khoa học dùng phương pháp định lượng. Hai bước đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu trong các bài trước. Phần được nhấn mạnh trong ô màu đỏ là các bước của phương pháp nghiên cứu định lượng, bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu. Trong phần phương pháp thu thập dữ liệu, thầy chia phần này thành 3 bước nhỏ để các em tiện theo dõi, là bước 3, 4 và 5. Phần phân tích dữ liệu được chia thành 2 bước nhỏ, là bước số 5, phân tích dữ liệu, và bước số 6, giải thích kết quả. Sau khi nắm được về căn bản, phương pháp định tính và phương pháp định lượng là gì, các bạn hãy đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu của mình để chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp.